Thưa quý vị và các bạn, 30 năm đã đi qua, sự kiện Gạc Ma mãi mãi khắc ghi vào lịch sử bảo vệ chủ quyền đất nước của dân tộc. Đó cũng chính là hình ảnh để các thế hệ Việt Nam ngày hôm nay tưởng nhớ về một tinh thần yêu nước, cùng nhau xây dựng lòng quyết tâm, ý chí bảo vệ Tổ quốc. Những hình ảnh này được ghi lại vào tháng 4 năm 2016 trong một chuyến công tác đến với Trường Sa. Đây cũng chính là nơi cách đây tròn 30 năm đã diễn ra một sự kiện lịch sử. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Bản chất của cái sự kiện năm 1988 đấy là phía Trung Quốc muốn chiếm của ta một số đảo trong quần đảo Trường Sa. Và với cái cuộc chiến không quân sức ấy đấy, thì một cái bãi đá là Bảo Gạc Ma đã lọt vào tay Trung Quốc trong cái trận chiến 14 tháng 3 năm 1988. 30 năm đi qua, con tàu HQ-505, HQ-604 và HQ-605 đã trở thành những hình ảnh đại diện cho một tinh thần ý chí Việt Nam cuột cường. Cùng với đó là hình ảnh vòng tròn bất tử thiêng liêng và những cái tên đã hóa bất tử như liệt sĩ Trần Văn Phương, liệt sĩ Vũ Huy Lễ, liệt sĩ Trần Đức Thông. Lịch sử và sự thật sự kiện Gạc Ma năm 1988 mãi mãi sẽ không thay đổi. Sự hy sinh của các chiến sĩ là điều không hề vô ích. Bởi trên hết, đó chính là lòng quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kỷ niệm sự kiện Gạc Ma này đấy, thì chúng ta làm sao đó đấy để có thể có được cái sự nhìn nhận đúng đắn của mọi người về cái sự kiện này. Chúng ta phải có cái sự trân trọng với những người đã có những cái hành động anh hùng, xả thân để bảo vệ từng tất đất của đất nước. Và đồng thời chúng ta cũng có thể nói là nâng cao cái ý thức cảnh giác trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền. Nhưng cũng không vì thế mà chúng ta làm cho cái quan hệ nó trở nên căng thẳng. Và nhất là những cái người hay là những cái thế lực mà chúng ta cho rằng là họ cũng không có hẳn là vì chúng ta đấy, thì nó kích động. Và cái đó đã đẩy chúng ta vào cái khó khăn mới. Thì đấy là cái cách kỷ niệm theo tôi nghĩ là đúng đắn nhất, tốt đẹp nhất. Trong mỗi chuyến đi đến với Trường Sa, giữa biển trời mênh mông, lễ tưởng niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đều được tổ chức trong không khí rất trang nghiêm. Những nén tâm hương thành kính tưởng nhớ, vòng hoa trôi theo từng con sóng biển, mang theo sự tri ân với những người đã dành cả tuổi trẻ hy sinh vì Tổ quốc. 30 năm qua, từ đất mẹ Việt Nam nhìn về Gạc Ma, nơi đó vẫn là nỗi đau trong tim những người cha, người mẹ, những người vợ nơi quê nhà. Và Gạc Ma cũng là ngọn lửa, là lời nhắc nhở thế hệ mai sau về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng đất nước.